Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương là đôi vợ chồng kết hôn nhưng không hề có tình cảm với nhau. Sau nhiều diễn biến, cặp đôi mới dần có những phản ứng cực kỳ ngọt ngào và đáng yêu. Sau vụ án liên quan đến chuyên ca được phá giải, Từ Lệnh Nghi đã tự tay làm một chiếc quạt lông vũ để tặng vợ. Chàng trai chiếu ảnh mang đến cho phu nhân và ngồi trong phòng mong ngóng nàng đến để cảm ơn. Thế nhưng, khi nhận được món quà quý giá ấy, thay vì vồ vập đáp lại, Thập Nhất Nương lại chẳng hề có động thái gì. Điều này khiến cho Từ Lệnh Nghi rất buồn bực trong lòng, đứng ngồi không yên. Không thể chịu được, chàng đích thân đến chỗ vợ để thăm dò tình hình. Sau một hồi vòng vo, Từ Lệnh Nghi quyết định hỏi thẳng Thập Nhất Nương tại sao không dùng chiếc quạt mà chồng tặng. Nàng rất hồn nhiên trả lời là vì nó quá quý giá nên có dịp quan trọng mới có thể dùng đến. Nghe được câu trả lời, thế nhưng Từ Lệnh Nghi vẫn bỏ về trong ấm ức vì mãi không nhận được câu cảm ơn của người thương. Để đáp lễ vì được phu quân tặng quạt lông vũ, mấy hôm sau, Thập Nhất Nương đã tự tay thêu giày mới cho chồng để chàng đi cứu nạn. Tuy sướng ra mặt, thế nhưng Từ Lệnh Nghi vẫn liên tục chê bai nàng thêu không đẹp. Khi Thập Nhất Nương nói mang giày về sửa lại thì chàng ta vội vã nhận ngay, nói là miễn cưỡng nhận, thế nhưng gương mặt thì cực kỳ hạnh phúc. Suốt cả đêm, hầu ra vì vui mừng quá mà thao thức không yên. Sáng dậy muốn khoe với chiếu ảnh, nhưng cậu bé lại còn giả vờ không biết, trêu chọc Từ Lệnh Nghi cười phá lên. Chàng hào hứng mang giày mới vào để lên chiều, thế nhưng vừa bước ra cửa lại gặp vũng nước. Nghĩ đi nghĩ lại, đều cảm thấy không hợp lý, chàng lại vào thay giày cũ, còn đôi giày mới phu nhân tặng thì mang cất đi. Phản ứng siêu đáng yêu này của hầu gia thực sự đã khiến cho khán giả không khỏi bật cười. Tuy đã có những năm bà vợ, đường đường là một vị tướng quân anh dũng, là một đấng nam nhi gánh vác cả Từ gia, thế nhưng chàng lại như một thiếu niên mới lớn, e ấp lúng túng khi đứng trước mặt người thương. Cặp đôi này thật khiến cho người ta không thể không yêu được mà. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.